vị và các bạn đang đến với chương trình Y Bài. Thưa quý vị, cột sống đóng một vai trò quan trọng đối với cơ thể. Vừa là chức năng trụ cột của cơ thể, vừa là một cơ quan chứa đựng nhiều dây thần kinh nối với các khớp xương và cơ để tạo nên một hệ vận động tuyệt vời của con người. Tuy nhiên, bộ phận này hoạt động khá nhiều nên rất dễ bị tổn thương. Và khi bị tổn thương thì sẽ có cách xử lý và sơ cứu như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Chánh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách xử trí khi mà bị chấn thương cột sống. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bạn. Xin được chào bác sĩ. Về cái chấn thương cột sống cũng rất là thường xảy ra. Và khi xảy ra thì đa số khi nhập viện thì nó đã để lại những di chứng rất là nặng nề và rất là đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết sơ cứu và biết vận chuyển nạn nhân mà chấn thương cột sống một cách đúng cách thì có thể sẽ là hạn chế được những cái tổn thương đáng tiếc đó, nó không có để lại những cái di chứng quá nặng nề mà phải nằm liệt suốt đời. Chấn thương cột sống cũng có thể xảy ra khi mà chúng ta té ngã do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt trong xây dựng, hoặc là cũng có thể là còn một cái cú đập trực tiếp vào cột sống. Thì những dấu hiệu mà có thể ghi nhận được có tổn thương cột sống hay không đó là sau cái một cái chấn thương thì nạn nhân thang đau ở vùng cột sống, và đặc biệt là cái phần tay hay phần chân nó có cảm giác là châm chích như kiến bò vậy đó, và cái hai tay chân thì cảm thấy yếu liệt, thậm chí không cử động được. Một số nạn nhân có thể vì là tiêu tiểu không kiểm soát, có nghĩa là nước tiểu tự động nó chảy ra. Thì đó là một trong những dấu hiệu mà có thể là có chấn thương cột sống. Dạ. Thưa bác sĩ, đó có phải là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết về chấn thương cột sống đúng không ạ? Vâng, đúng. Vậy rồi. Thì khi mà chúng ta đã nhận biết về chấn thương cột sống rồi thì có thể bác sĩ có thể hướng dẫn cho quý vị khán giả cũng như là Quang Hiền được biết cách xử trí đúng khi mà bị tình trạng này ạ? Khi mà chúng ta đã xác nhận là nạn nhân có thể bị chấn thương cột sống, nó tùy theo cái bối cảnh của hiện trường. Cho như một hiện trường mà không an toàn, chẳng hạn như là cái giàn giáo chuẩn bị sập, nhà chuẩn bị sập, hoặc trong môi trường mà nó cháy nổ hay là ngộ độc khí, hoặc là đứng trên một cái bờ vực mà có thể bị sạt lở mà bắt buộc phải di chuyển nạn nhân một cách khẩn cấp, thì chúng ta có cái cách di chuyển nạn nhân khẩn cấp. Thì cuối chương trình chúng ta sẽ coi cử nhân Nguyễn Trọng Hiển sẽ biểu diễn chúng ta thấy như thế nào là di chuyển nạn nhân một cách khẩn cấp nếu như hiện trường không an toàn. Tuy nhiên, nếu như hiện trường an toàn có nghĩa rằng là té ngã mà chúng ta ở trong nhà chẳng hạn, ngoài đường, nhưng mà phân luồng giao thông một cách đi chỗ khác được rồi, môi trường an toàn, thì tốt hơn hết là cứ đỡ nạn nhân ngay tại chỗ đó, không can thiệp gì hơn. Đặc biệt là không có thăm dò chỗ đau, tức là không có sờ nhấn vào chỗ đau. Cứ đỡ nạn nhân bất động, nằm yên như tư thế ban đầu của họ, và chúng ta có thể tới nói chuyện với họ, an ủi họ. Chúng ta có thể kêu gọi những người xung quanh hỗ trợ và đảm bảo cái an toàn của vùng hiện trường đó là tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, đối với những trường hợp ở những khu vực an toàn thì chúng ta chỉ cần để nạn nhân nằm yên và chờ ở các cơ sở y tế gần nhất đến để thăm khám. Còn đối với những nạn nhân ở trong khu vực không an toàn thì chúng ta sẽ có cách xử lý như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ cử nhân Nguyễn Trọng Hiển để chúng ta biết cách xử lý ở trong những khu vực như vậy nhé. Thưa quý vị khán giả, thưa anh Quang Hiền, thì như bác sĩ Tránh đã nói rồi đó, là trong trường hợp mà bệnh nhân mà té mà cũng dấu hiệu là bị chấn thương cột sống, thì trong trường hợp mà bệnh nhân nằm ở cái hiện trường an toàn, thí dụ trong nhà chúng ta hay là ngoài đường nhưng mà hiện trường an toàn đó, thì chúng ta cứ để bệnh nhân nằm yên tại chỗ. Yeah. Và chúng ta ngồi như này, chúng ta nói chuyện với bệnh nhân và theo dõi bệnh nhân. Yeah. Sau đó chúng ta chờ xe cấp cứu đến và người ta xử lý. Nhưng mà trong những trường hợp mà những hiện trường mà không an toàn, thí dụ là có nguy cơ cháy nổ hay này đổ sập gì đó, thì chúng ta phải di chuyển bệnh nhân khẩn cấp ra ngoài. Nhưng mà nó cũng hạn chế cái tổn thương thêm cho cột sống. Thì chúng ta phải làm những cái, tôi sẽ đưa ra hai cái phương pháp. Một là chúng ta sẽ có nhiều người để chúng ta hỗ trợ đưa vận chuyển bệnh nhân ra ngoài. Hai là chỉ có một người với một nạn nhân. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ tận dụng tất cả những gì chúng ta có, thí dụ như là mền hay là tấm vải hay cái gì đó, chúng ta nhanh chóng
chảy dọc cơ thể của người bệnh đó. Sau đó chúng ta nghiêng bệnh nhân qua một bên. Chắc nhờ anh ha, nhờ anh. Dạ. Anh ngồi đây bên đây. Rồi. Anh phụ đây, anh nghiêng mình nghiêng qua bên cho dù mình ha. Chúng ta sẽ nghiêng một cách nhẹ nhàng. Đúng rồi, nghiêng một cách nhẹ nhàng. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa mền vô. Đúng rồi. Cứ đưa vô vậy đấy ha. Rồi sau đó chúng ta lại đặt bệnh nhân nằm trở lại. Rồi chúng ta kéo. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuốn cái mền vào sát cơ thể người bệnh. Chúng ta hãy tưởng tượng đây giống như là một cái cán cứng á. Rồi chắc có lẽ nhờ bạn gái này ha. Mời con ngồi bên đây. Rồi con bên đây. Bạn sẽ khiêng ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha. Rồi chúng ta khiêng thế này. Rồi mời bạn nắm ở chỉ ở chỗ thắt lưng này thôi. Vị trí chúng tôi, vị trí của tôi là tôi cũng sẽ nắm ở chỗ thắt lưng này. Còn Quang Hiền ha, Quang Hiền lại hãy cuốn sát vào cái người bệnh. Tại vì cái chúng ta mà cái mền càng sát vào cơ thể bệnh nhân thì chúng ta nó giống như là tưởng tượng nó giống như là một cái mặt bằng cứng vậy đó. Chúng ta khiêng bệnh nhân thì cái cột sống nó không bị võng xuống và nó không bị tổn thương thêm. Vậy thì cái chiếc khăn này nó có cái nhiệm vụ này giống như một chiếc băng ca đúng không? Đúng rồi, dạ. Nó giống như một tấm băng cứng. Dạ. Rồi, rồi. 1, 2, 3, nhúng lên á. Rồi, đó. Rồi, xong rồi chúng ta đã xuống được rồi. Vậy là bà chúng ta di chuyển tới nơi an toàn. Anh Hiển ơi, vậy thì khi mà chúng ta cần sự trợ giúp của nhiều người như vậy thì là nên có một sự trợ giúp như vậy để mà cho tránh tổn thương cái cơ quan bên trong của cái cột sống đúng không? Dạ đúng rồi, là tránh tổn thương thêm cho cột sống. Dạ. Thường thì em thấy là rất là nhiều những cái người á, khi mà người ta gặp cái tình trạng những nạn nhân bị như vậy á, thường là vội vàng sốc đi lên taxi hoặc là lên trên xe gắn máy để mà chở đến bệnh viện. Thì đối với những cái hiện tượng đó thì có nguy hiểm không anh Hiển? Đối với những cái trường hợp như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Dạ. Và chúng ta không nên làm như vậy. Khi mà có những cái dấu hiệu mà bác sĩ Tránh đề cập chúng ta rồi đó, thì chúng ta phải để thí dụ mà hiện trường an toàn chúng ta để nguyên như vậy và phải chắc chắn phải có cái đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp là tới đấy người ta nói cho chuyện ngay. Anh Hiển ơi, đối với cái trường hợp mà chỉ có một mình ở cái hiện trường đó và không có sự trợ giúp của bất cứ ai thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Đúng rồi anh Quang Hiền, thì trong những trường hợp mà chúng ta gặp rất là nhiều, gặp những trường hợp ở đây thì chúng ta có những phương pháp di chuyển người bệnh với khẩn cấp mà một người để làm sao cho nó hạn chế cái tổn thương thêm cho cuộc sống. Cái phương pháp đầu tiên đó là chúng ta có thể sử dụng, chúng ta cứ để cho bệnh nhân nằm yên như vậy đó và chúng ta sử dụng hai cánh tay này, chúng ta kéo. Yeah. Chúng ta kéo bệnh nhân đi. Yeah. Chúng ta kéo bệnh nhân đi. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta có thể là sử dụng tận dụng cái áo của người bệnh nhá. Chúng ta sẽ nắm phần vai của chiếc áo. Yeah, phần vai của chiếc áo. Đúng rồi, và cái phần gáy. Sau đó chúng ta kéo. Hai tay chúng ta cùng kéo cùng một lúc ha. Chúng ta cứ thế chúng ta kéo. Yeah. Di chuyển người bệnh tới nơi cái chỗ hiện trường an toàn. Yeah. Để mục đích là để cho cuộc sống chúng ta nó không bị cong. Chúng ta vẫn kéo nhưng mà cuộc sống nó không bị cong. Và để hạn chế những cái tác động vào cái cột sống. Đúng rồi anh. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương cột sống là một trong những tình trạng rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân nếu như chúng ta không biết cách xử lý đúng cách. Và thông qua sự tư vấn của các chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu biết rõ hơn về cách xử lý khi mà gặp tình trạng chấn thương cột sống. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Hiển đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.